Đây là cái hộp rất là dễ thương mọi người thấy không? Và đây là 6 màu của bộ son lần này. Thì Rư cũng có thử sử dụng khăn ướt để mà lau thử thì Rư thấy là cái độ bám màu của các em này nó khá đồng đều. Đây. Cho nên là có thể nói là không có em nào nhanh trôi hơn và cũng không có em nào lâu trôi hơn mà tụi nó phải nói là da như đĩa vậy đó. Và mọi người có để ý không là các em này khi mà lau thì nó đều ra một cái độ ửng ửng hồng, chỉ có em này là nó hơi cam cam thôi. Ý bà bư kìa. À không, con be con be nãy giờ nó nằm sau cái background giờ nó mới dậy, nó đang ửng. Thì mọi người sẽ phải chuẩn bị tinh thần là những em này siêu nhỏ, nhìn cái tay của Rư nè, chưa được bằng hai đốt tay của Rư nữa, nhỏ xíu luôn. Cho nên khi mà Rư cầm mấy em, Rư đã rất là nâng niu, nhưng mà nhỏ nhưng mà siêu có vỏ luôn, tại vì tay Rư nè các kiểu dính đầy ra. Và mọi người khi mà đánh em sau này mọi người phải nhớ là gạn thật kỹ như vậy, nếu không thì sẽ dễ xảy ra một tai nạn giống như là Rư bị trong video. Bé ơi ra đây, ra đây bé, bé ơi, bé à, ôi trời ơi ngáp kìa, ra đây bé, meo meo. Hello mọi người, video của ngày hôm nay Rư sẽ review cho các bạn về một cái set son rất là dễ thương từ Peripera. Thì cái set son này làm cho Rư rất là nhớ đến cái bộ son vali mà Rư đã từng review cách đây vài tháng. Và trong cái bộ son vali đó thì có một cái em son tint nước. Thì đây chính là cái dạng 6 em trong cùng một set luôn. Và ngay bây giờ tụi mình sẽ cùng bắt đầu review về mấy em này luôn nha. Bộ son này Rư gửi mua ở bên Hàn và một set đang được bán với giá là 20.000 won, tức là tính ra tiền Việt nó sẽ khoảng 400.000. Và trong một set các bạn sẽ có được 6 em mini rất là dễ thương mà Rư đang cầm trên tay. Màu đầu tiên Rư swatch cho mọi người xem là một em màu hồng cánh sen. Và em này lên trên môi thì nó ửng ửng rất là dễ thương. Rư không thích một chút xíu là em này cái mùi hơi hóa học. Và một mẹo nhỏ cho các bạn khi sử dụng những cái dạng son tint lỏng như vậy là mọi người nhớ lắc đều lên trước khi xài. Vậy thì Rư đã từng nói là Rư không hợp với lại những cái dòng son tint của Peripera mà cái dạng ink á, tại vì tụi nó hơi làm cho môi của Rư bị rát và bị nóng. Nhưng mà với những em nước này thì Rư lại thấy là không rát và không nóng. Em này có một cái mùi thoang thoảng hương dâu á, nhưng mà Rư không hiểu vì sao Rư không thích cái mùi này cho lắm, cảm giác nó hơi nhân tạo. Một tiếp theo Rư swatch cho mọi người là một em màu hồng cam. Và em này làm cho Rư rất là hài lòng, tại vì Rư tán em này rất là dễ so với lại cái em đầu tiên. Và sau khi mà Rư tán xong thì cái môi của Rư nó có một cái độ chuyển màu rất là hay. Rư không biết mọi người xem video mọi người có thấy không. Và đồng thời là khi mà zoom sát môi luôn thì các bạn để ý là môi Rư nó không có bị lợn cợn. Và Rư cảm giác em số 2 này pigmented hơn là em số 1 hồi nãy. Màu số 3 là một em tông đỏ cam và trái với lại lúc mà Rư swatch em này ra tay. Khi mà Rư swatch ra tay thì em này kiểu như là không có lên màu rõ lắm, nhưng mà đến khi mà Rư đánh lên trên môi và Rư tán ra thì Rư thấy rất là dễ chịu. Cảm giác cái chất son rất là giống với lại cái em số 2 hồi nãy, màu blend rất là dễ. Và đồng thời là cái môi mình nhìn nó cứ ưng ửng, không hẳn là có màu nhưng mà nhìn nó cứ ưng ửng như là một loại son dưỡng á. Màu số 4 là một em màu cam rất là tươi, rất là neon, rất là mùa hè. Nhưng mà cái khó khăn Rư gặp phải khi đánh em này là Rư không thể nào tán nó ra cho đều được. Mình chấm đến đâu là son nó cứ lì ở đó và mình tán kiểu gì nó cũng không đi á. Cho nên là so với lại các em nãy giờ thì Rư thấy cái chất son chốt số 4 này làm cho Rư hơi khó đánh một chút. Và đồng thời là cái màu cam này cảm giác như nó cứ làm cho răng mình hơi xỉn xỉn vàng vàng á. Nói chung là Rư không thích em này. Màu số 5 là một em màu đỏ rất là đậm. Khi mà Rư mở cái nắp chai ra và Rư nhìn thì Rư thấy cái đầu cọ nó màu đen thùi luôn. Và Rư kiểu rất là sợ, Rư sợ là nó sẽ đậm quá và khó tán. Nhưng mà đến khi Rư cho em này lên môi và Rư tán thì Rư thấy cực kỳ dễ tán luôn á mọi người. Chất son rất là giống với lại cái em số 2 và em số 3 hồi nãy. Em này blend cực kỳ dễ luôn. Và cái môi của mình sau khi mà đánh nó hơi ửng ửng. Tại vì Rư đánh ít cho nên là cái màu đỏ nó không lên rõ, nhưng mà nếu như các bạn đi 2-3 lớp thì màu đỏ nó sẽ được lên rất là rõ trên môi các bạn luôn. Và Rư là một người không thích đánh son lòng môi, nhưng mà với những em dễ tán như vậy thì nó đã làm cho Rư cảm giác như thay đổi cái suy nghĩ của mình luôn á.
Và màu son cuối cùng là màu số 6. Và Rư không hiểu vì sao khi mà đánh em này lên trên môi thì cái thứ mà Rư ngửi thấy là mùi xả. Và Rư rất là thèm một tô nghêu hấp xả. Nhưng mà rõ ràng là em này khi mà mình zoom sát, mình kiểu mình đưa cái mũi mình vô, mình ngửi ngay cái lọ và cái cây cọ luôn thì mình không thấy mùi xả. Nhưng mà cứ đánh lên trên môi lại cứ thoang thoảng mùi xả ở đâu á. Cái em số 6 này là một em tông cam hồng. Thoạt nhìn thì Rư thấy em này khá giống em số 4, nhưng mà cái chất màu của em này lạ hơn, và đồng thời là không có bị chói chang như em số 4 hồi nãy. Vậy thì đây sẽ là một chút review của Rư về cái bộ son Vivid Tint Water của Peri Pera lần này. Sẽ có nhiều bạn khi mà nhìn thấy cái kích cỡ của các em này sẽ nghĩ là nó nhỏ, nhưng mà Rư nghĩ là các bạn sẽ phải suy nghĩ kỹ. Tại vì với mỗi một lần dùng á, Rư chỉ lấy 1-2 giọt thôi là son đã có rất là nhiều trên môi của Rư. Cho nên cái size này hoàn toàn không nhỏ và các bạn có thể sử dụng được rất là lâu. Vậy thì Rư sẽ nói về ưu điểm của cái bộ son này trước. Ưu điểm đầu tiên là với 20.000 won các bạn có đến 6 sự lựa chọn ở đây. Và các em này siêu mini, các bạn có thể bỏ vào trong giỏ sách, túi áo, túi quần gì đó để mà mang ra ngoài. Vậy thì Rư sẽ nói về ưu điểm của cái bộ son lần này trước. Ưu điểm đầu tiên là trong một hộp có rất là nhiều em, và cụ thể là 6 em, và bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn khi mà chọn mua cái set này. Và bởi vì cái set này cảm giác như là cũng dễ thương, cute, cho nên là nếu như mà mọi người có ý định là mua làm quà tặng thì cũng sẽ rất là phù hợp luôn. Ưu điểm số 2 là từng em này rất là nhỏ gọn, rất là mini, cho nên là các bạn có thể dễ dàng bỏ vô túi áo, túi quần, giỏ sách, hộp bút gì đó để mà mang ra ngoài. Vậy thì Rư sẽ nói về khuyết điểm của bộ son lần này, và Rư xin phép được nói hơi nhiều khuyết điểm của cái bộ son này. Khuyết điểm đầu tiên là những em son này có một cái mùi rất là hóa học và Rư không thích những cái mùi này. Ngoài trừ em số 6 có một cái mùi rất là nghêu hấp xả ra. Mọi người biết là Rư đang quay video và ngoài trời thì mưa lột, cho nên là cảm giác rất là đói bụng và rất thèm một cái gì đó nóng thơm. Khuyết điểm số 2 là những em này nếu các bạn không gạn kỹ thì nó sẽ rất là dễ dính vô răng, và son tin mà dính vô răng thì cũng phải mất rất nhiều thời gian để chùi. Đó là chưa kể cái vị của những em son lần này nó cũng hơi đắng nữa. Khuyết điểm tiếp theo là khi mà Rư nhìn thấy cái bộ son này trên cái website stylekorean.com á thì Rư cảm giác như là nó rất là lung linh. Nhưng mà đến khi Rư nhận cái set thì Rư có hơi tủi thân chút, tại vì Rư thấy nó không có lung linh được như ở trên hình. Ở trên hình Rư tưởng nó là một cái kích bằng nhựa nằm dạt ra và 6 em nằm chỉnh chạy trong đó. Nhưng mà đến tay mình thì chỉ là một cái hộp giấy. Và khuyết điểm cuối cùng là Rư có thấy cái sự lặp lại. Ví dụ như là 6 em nhưng mà thực chất thì nó cũng sẽ là hồng cam đỏ nhưng mà tông đậm hơn và tông nhạt hơn. Chứ mọi người cũng không hẳn là có 6 màu khác nhau. Vậy thì nếu như các bạn hỏi Rư là có 400.000 thì có nên mua cái bộ son này không? Thì Rư nghĩ là có, nếu như các bạn có một người bạn thân để mà hai người cùng mua một set và rồi chia ra. Tại vì như Rư nói là có hồng cam đỏ nó giống nhau á. Không hẳn là giống nhưng mà sẽ là một cái hồng đậm, cái hồng nhạt, cái đỏ đậm, cái đỏ nhạt kiểu vậy. Vậy thì hai người hùng lại thì Rư cảm giác là nó hợp lý hơn và các bạn sẽ tận dụng được triệt để tất cả các màu son trong cái kit này. Cái màu son mà Rư thích nhất thì Rư nghĩ đó là cái màu số 3, là một cái em hồng hồng cam cam rất là nhẹ nhàng. Ban đầu khi swatch ra tay thì nhìn em không có lên màu gì hết, nhưng mà đến khi đánh lên trên môi thì Rư cảm giác là em này rất là tự nhiên và rất là phù hợp với lại cái phong cách của Rư. Và Rư nghĩ là những bạn nào mà đánh em son này thì đi học cũng sẽ rất là tự nhiên, rất là phù hợp luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Rư, và nhớ subscribe channel của Rư, theo dõi thêm các video khác trong thời gian sắp tới nha. Bây giờ thì Rư sẽ đi ăn đây. Bye bye.